nhỏ con á, thấp thấp luôn, cái này về mặc thành cái váy được luôn, bán 100 khoai, bán 100 khoai, trời ơi quá đẹp luôn. Còn không ai mua tôi quốc cái váy này ạ. À, cái váy đẹp dữ ha, quá đẹp, quá đẹp luôn á. Cái này, cái này áo giặt dài chứ đẹp lắm luôn á. Cái này, cái này, cái mình giải này ra ngoài 490-390 á, em bán 100 khoai em chưa hối luôn, kệ đó, lỡ rồi đó. Chị em nào mua cái này mua nha, trời cái này đẹp lắm luôn á. Cái áo này, áo này đẹp thiệt, để đi, không ai mua, tôi để nó bán có 100 khoai, bán 100 khoai à. Rồi chị nào nào lấy cái quần cáo này đẹp lắm luôn á chị nào, trời ơi. Rồi ok chị Nana nè, chị yêu người mãi chậm nè. Chị mời chị cái áo chị kêu. Rồi một cái quần, trời ơi cái quần này cũng to quá ha. Cái quần này chị nào 70kg đủ lên á, thiệt luôn, 60 mấy 70kg trở lên mua mà mặc, 60 mấy 70kg trở lên mua cái quần này mà mặc, dài quá trời quá đắt luôn. Đó cái quần này bán 100 khoai, 60kg trở lên nha. Cái quần này phải 60kg trở lên nha mấy chế ha. Cái quần này phải 60kg trở lên, thiệt 60kg trở lên mới mặc được. Nó to, quần này nó to. Không mấy cái đứa Hàn Quốc nó to quá ha. Cái quần nó đẹp muốn chết, nó mai cái size gì muốn hồn luôn. Nó mai cái size gì muốn hồn luôn. Ờ chị người mày lấy cái quần cũng hay, ok chị. Chị người mày lấy cái quần. Cái quần 100 khoai. Rồi em cảm ơn chị người mày được. Nè mấy cái áo này nè, bây giờ chế nào mua 2 cái bán cho 150. Hồi nãy cái 100, 2 cái 150 luôn. Bán rẻ cho mấy chế mua luôn, 2 cái 150. Mùa hè mấy chế mua mặc đã lắm nè. Bao đẹp luôn á. Bao đẹp, nãy bé Linh Hà nó, bé Linh Hà nó có mua một cái. Bé Linh Hà nó mua một cái em lấy 100, bây giờ Linh Hà mua thêm cái chị lấy cho em 2 cái 150 luôn thiệt. 2 cái 150 luôn. Em bao đẹp luôn cho mấy chế. Rồi chị yêu người mãi lấy không? Không phải. Chị yêu người mãi không?